Chào mừng các em đã đến với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Cô tên là Lê Thị Hoài Thương, giáo viên trường tiểu học Trần Nhân Tông. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em qua một tiết tiếng Việt lớp 3, bài tập làm văn, kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật. Mục tiêu bài học giúp em kể được một vài nét nổi bật của buổi biểu diễn nghệ thuật theo gợi ý trong sách giáo khoa. Viết lại những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn khoảng 7 câu. Rèn tính cẩn thận khi viết và trình bày đoạn văn. Giáo dục các em biết giữ gìn trật tự, vệ sinh khi đi xem các buổi biểu diễn nghệ thuật. Khi tham gia tiết học này, em cần chuẩn bị sách tiếng Việt, vở, bút mực, bút chì và thước. Cấu trúc bài học gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là phần khởi động. Phần thứ hai là phần bài mới với hai bài tập 1 và bài tập 2. Phần thứ ba là phần củng cố và cuối cùng là phần dặn dò kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần khởi động để ôn lại kiến thức cũ. Các em hãy nhớ lại và cho cô biết ở tiết học trước các em đã học bài tập làm văn gì? Ở tiết trước, các em đã được nói và viết về người lao động trí óc. Trước hết, em giới thiệu điều gì về người em sẽ kể? Các em hãy suy nghĩ và trả lời nào. Em sẽ giới thiệu người đó là ai, làm nghề gì và người đó có quan hệ như thế nào với em. Tiếp theo, em sẽ kể gì về người đó? Các em hãy suy nghĩ và trả lời nào. Em sẽ kể người đó hàng ngày làm những việc gì? Người đó làm việc như thế nào? Và tình cảm của em với người đó như thế nào? Các em hãy xem lại nội dung cần kể nào. Như vậy, bữa bài học trước, các em đã nói và viết được về người lao động trí óc. Cô tuyên dương những bạn đã nắm được nội dung bài học. Những bạn chưa nhớ, các em cần xem lại bài học này nhé. Bây giờ, để bước vào nội dung bài học mới, cô mời các em cùng xem một đoạn clip và cho cô biết em hiểu thế nào là biểu diễn nghệ thuật. Cô mời các em cùng xem. Em thấy các tiết mục trong đoạn clip rất hay và thú vị phải không? Đây chính là một trong những tiết mục thường được biểu diễn trong các buổi biểu diễn nghệ thuật. Phải theo em, biểu diễn nghệ thuật là gì? Biểu diễn nghệ thuật chính là trình diễn những tiết mục trực tiếp trước người xem của người biểu diễn đấy, các em à. Vậy, để chúng ta có thể kể lại được một vài nét nổi bật của một buổi biểu diễn nghệ thuật theo gợi ý. Qua đó, các em viết những điều vừa kể thành một đoạn văn. Trong tiết tập làm văn hôm nay, các em sẽ học bài kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật. Cô mời các em cùng dở sách giáo khoa trang 48. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào bài tập đầu tiên. Bài tập 1. Hãy kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem.
Cô mời các em đọc lại đề bài một lần nữa nào. Sau khi đọc, các em thấy đề bài yêu cầu gì? Đề bài yêu cầu em kể. Kể lại điều gì? Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. Như vậy, đề bài yêu cầu chúng ta nói hoặc kể lại cho người khác nghe một buổi biểu diễn nghệ thuật mà mình đã được xem. Và để kể lại được theo yêu cầu thì cô sẽ cho các em những gợi ý sau. A. Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì? Kịch, ca nhạc, múa, xiếc. B. Buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu? Khi nào? C. Em cùng xem với những ai? D. Buổi biểu diễn có những tiết mục nào? Và em thích tiết mục nào nhất? Hãy nói cụ thể tiết mục ấy. Bây giờ, các em hãy đọc lại gợi ý một lần nữa nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi gợi ý này nhé. Câu A, đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì? Trong sách giáo khoa đã giới thiệu cho các em một số bộ môn nghệ thuật thường được biểu diễn trong các buổi biểu diễn nghệ thuật, đó là kịch, ca nhạc, múa, xiếc. Ngoài ra, cô giới thiệu cho các em một số bộ môn nghệ thuật nữa như là ảo thuật. Đây là một bộ môn mà các em cũng rất thích đúng không nào? Một bộ môn nghệ thuật dân gian không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất thích, đó chính là bộ môn múa rối nước. Còn một số bộ môn nghệ thuật đặc sắc của các miền như là tuồng, chèo, cải lương, đặc biệt và gần gũi với các em hơn đó chính là những buổi biểu diễn văn nghệ mà trong đó các tiết mục do chính các bạn học sinh hay các thầy cô biểu diễn trong những dịp lễ của nhà trường như là lễ trung thu, lễ khai giảng, chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, vân vân. Cô mời các em cùng xem một số tiết mục. Dân gian xem hội trăng tròn 16 và đặc sắc phải không nào? Như vậy, qua những hình ảnh và clip vừa xem, chắc hẳn các em đã được bố mẹ đưa đi xem hoặc đã xem trên TV một số buổi biểu diễn nghệ thuật mà trong đó có những cái bộ môn nghệ thuật mà cô vừa giới thiệu phải không? Trong số những cái buổi biểu diễn nghệ thuật mà em đã được xem đó, em hãy nhớ lại và chọn một cái buổi biểu diễn nghệ thuật mà mình ấn tượng nhất và trả lời đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì? Buổi biểu diễn nghệ thuật đó được tổ chức ở đâu? Khi nào? Các em thấy rằng buổi biểu diễn nghệ thuật có thể diễn ra tại các nhà hát, rạp xiếc hoặc cũng có thể là những cái sân khấu được dựng ngoài trời như sân nhà văn hóa, sân trường, và thường được tổ chức vào những dịp lễ, ngày Tết, những ngày cuối tuần. Em đã cùng đi xem buổi biểu diễn đó với những ai?
Em có thể cùng xem với bố mẹ, anh chị hoặc với các thầy cô, bạn bè phải không? Và trong buổi biểu diễn đó thì có những tiết mục nào? Em thấy rằng trong một buổi biểu diễn văn nghệ thì có thể có những cái tiết mục như hát, múa, kịch, vân vân. Còn một buổi đi xem xiếc thì có thể có những cái tiết mục như là xiếc thú, đu dây, nhào lộn. Trong số các tiết mục đó, em thích tiết mục nào nhất? Em hãy nói cụ thể về tiết mục ấy, như là do ai biểu diễn, là tiết mục gì, có gì đặc sắc. Như vậy các em đã trả lời được các câu hỏi gợi ý. Bây giờ các em dựa vào những câu hỏi gợi ý này, hoặc cũng có thể các em kể theo những điều mình thích, mình ấn tượng về một buổi biểu diễn nghệ thuật. Sau đó các em hãy thực hành kể lại những buổi biểu diễn nghệ thuật cho người thân của mình nghe. Nào, chúng ta hãy bắt đầu nào. Như vậy các em vừa thực hành kể xong, bây giờ chúng ta hãy dựa vào những điều em đã kể để cùng bước qua bài tập 2. Cô mời em đọc yêu cầu bài tập số 2. Sau khi đọc, các em thấy đề bài yêu cầu gì? Đề bài yêu cầu em viết một đoạn văn. Viết về điều gì? Viết về một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. Và em sẽ dựa vào điều gì để viết? Dựa vào những điều em đã kể ở bài tập 1. Như vậy, đề bài yêu cầu em viết những điều đã nói ở bài tập 1 ra giấy. Để các em viết tốt thì các em hãy lưu ý diễn đạt thành câu, chữ cái đầu đoạn, đầu câu phải viết hoa, cuối câu ghi dấu chấm để phân cách các câu cho rõ ràng. Các câu phải liên kết các ý với nhau. Sử dụng những cái từ ngữ cho phù hợp với từng bộ môn nghệ thuật. Vận dụng các biện pháp so sánh, nhân hóa để câu văn hay hơn, sinh động hơn. Ngoài ra, để giúp các em có thể kể đầy đủ và đúng ý, cô hướng dẫn các em sử dụng sơ đồ tóm tắt để chốt lại những nội dung chính như sau. Kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật thì gồm có 3 phần chính, đó là phần thứ nhất, phần giới thiệu hay còn gọi là phần mở đoạn. Phần thứ hai là phần chương trình hay còn gọi là phần thân đoạn. Và phần thứ ba là phần kết thúc hay còn gọi là kết đoạn.
Trong phần giới thiệu, em sẽ giới thiệu đó là buổi biểu diễn gì, buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu, khi nào, em đã cùng xem với những ai. Trong phần chương trình biểu diễn, em cần nói có những tiết mục nào và nói cụ thể về tiết mục em thích nhất. Và cuối cùng là phần kết thúc. Bây giờ các em hãy xem lại sơ đồ tóm tắt này nhé. Bây giờ các em hãy thực hành viết đoạn văn kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật vào vở. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Thank you.
Sau khi các em viết xong, cô hướng dẫn các em cách sửa bài. Em hãy đọc lại bài mình đã viết. Sau đó các em kiểm tra lỗi chính tả, những chữ cái đầu dòng, đầu đoạn đã viết khoai chưa, đã đặt ở dấu chấm ở cuối câu chưa. Xem mình đã dùng từ có bị lặp lại hay không. Nếu có những lỗi sai, em hãy gạch chân cái lỗi sai đó và sửa lại cái lỗi sai đó ra lề đỏ của vở. Tiếp theo, em hãy nhờ người thân của mình như là bố mẹ hay anh chị kiểm tra lại bài viết này một lần nữa giúp em. Cuối cùng, em hãy liếc lại cái bài của mình đã sửa vào vở nhé. Bây giờ cô có một bài viết của một bạn học sinh viết về một buổi biểu diễn nghệ thuật của trường em. Mời các em hãy cùng nghe. Trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán, trường em tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề Xuân Trao Yêu Thương. Đó là buổi biểu diễn kết hợp rất nhiều bộ môn nghệ thuật năng khiếu như kịch, múa, ca nhạc. Hôm ấy đúng 7 giờ, đêm văn nghệ bắt đầu. Sân trường lúc này đông nghịt người, ai cũng háo hức đón nhờ những tiết mục đặc sắc. Mở đầu đêm diễn là tiết mục Đảo Xanh do các anh chị trong đội văn nghệ nhà trường biểu diễn. Sau đó là các tiết mục múa, nhảy hiện đại, trình diễn thời trang. Tiết mục nào cũng hay và ấn tượng, nhưng em thích nhất là tiết mục Mát Múa Ngày Tết Quê Em do các em học sinh lớp 1A trình bày. Khi tiếng nhạc vừa cất lên, những em nhỏ với những khuôn mặt hồn nhiên và đáng yêu xuất hiện với những bộ trang phục vô cùng rực rỡ và đẹp mắt. Trên nền nhạc sôi động, những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, kết hợp với những cành hoa mai, hoa đào. Các em nhỏ như mang cả một mùa xuân lên sân khấu. Cả sân trường tràn ngập những tiếng reo hò cổ vũ, những tràng pháo tay tán thưởng các em. Một đêm văn nghệ thật hay và ý nghĩa. Buổi biểu diễn kết thúc đã để lại rất nhiều ấn tượng. Em thấy rằng trong bài văn, bạn học sinh đã sử dụng biện pháp so sánh để giúp cho bài viết của bạn thêm hay hơn, sinh động hơn. Các em cũng học hỏi để bài viết của mình sẽ hay hơn nữa các em nhé. Như vậy vừa rồi, các em đã học bài học gì? Các em hãy nhớ lại và trả lời xem nào. Nội dung bài học hôm nay kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. Vậy khi các em đi xem các buổi biểu diễn nghệ thuật thì em cần chú ý điều gì? Các em hãy suy nghĩ và trả lời xem nào. Đúng rồi, khi đi xem các buổi biểu diễn nghệ thuật, em cần chú ý giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Em cần xem lại nội dung bài học và hoàn thành đoạn văn vào vở nhé. Nếu có gì thắc mắc, em hãy liên hệ với cô qua email hoithuong30.0388@gmail.com hoặc qua số điện thoại 037 463 2380. Chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.